Hồi nãy giờ mấy anh em mình giới thiệu cho cô bác anh chị em về những cái giường cũng như là ly văn bằng cổ rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Thì tiếp theo mời cô bác anh chị sẽ xem những cái cổ đồ vật ở trong đây nữa. Phía trước này nè, gồm Phật Ngọc, Phật Di Lạc bằng ngọc quý hiếm cũng như là gọi là ngà voi đúng không? Ngà voi với những cái chân đèn, những ngôi hạt bằng đồng. Đây. Phía dưới là có thùng quy. Đây đây, trước tiên anh thấy cái điển nè. Những cái tấm điển, mấy cái cột nè, anh thấy cái này là bằng dán nè. Dán. Đó. Mà thiếp vàng. Mà ở ngoài là bằng vàng nha. Thiếp vàng, thiếp vàng, giá chữ vàng. Có một số nơi là cái này ta gắn bằng vàng luôn nha, vàng thiệt luôn á. Còn cái này thì không phải là vàng, chỉ sơn màu vàng vô thôi. Sơn màu đồng vô thôi. Miếng nó bằng gì? Bằng đồng, bằng cây? Cây. Cây, cái miếng này bằng cây. Thường liễn bằng cây. Liễn là cái miếng này bằng cây quý hiếm lắm. Đôi lúc những cái loại cây này là lửa là không xi nhê gì nó luôn đó. Cứng nhiều lắm, cứng. Ừ. Đây, trước mắt chúng ta đây là con hạt nè. Cứng nha. Hạt này hạt đồng nha. Con hạt, đúng rồi. Hạt này là hạt cổ mà bằng đồng. Hạt đồng. Ê, hạt. Ê, cái này là cái cây nguyên én luôn nè. Nôm cây nó ấp vô đây này. Nguyên cây nó ấp. Ở dưới là ông Quy, ông Quy cởi thì những cái hình tượng như thế này là lâu năm lắm rồi nè. Sau này cũng người ta cũng có làm mà bằng đồng á, nhưng mà nó nhìn cái vẻ nó không có ra được cổ kính. Đó. Trời ơi thanh. Nè, những cái búp sen, lá sen nó xưa. Nó còn ánh màu á. Cái này mà chùi lại sáng lắm. Sáng lắm. Mà do ông chủ này là giao cho người khác coi trông coi giùm ha. Bên đây không, cô bác thấy anh chị không? Cái không gian nè, mình từ từ sẽ quay hết những trong đây cho bà cô bác anh chị em xem. Là rất đẹp nha. Đá này đá quý nha, nó có ánh màu tím tím nè. Đúng rồi, cái này là ngọc. Cái này gọi là ngọc luôn. Ồ lạnh ngắt nè. Rất là đẹp. Ôi ôi. Tượng Phật Ngọc. Lạnh coi nè, đâu anh gỡ thử coi. Thì... nè cái ngón tay giờ lạnh coi nè. Mẹ Quan Âm. Hai bên có hai cái chân đèn cổ. Ôi ôi, rất là đẹp. Hoa văn. Nè nè, đứng xa anh coi cái bàn coi nè, cực kỳ không? Bàn này không biết bàn bây giờ hay là bàn xưa không biết. Bàn xưa chứ sao vậy? Cẳng mà. Cẳng đã trong nhà cổ mà nó bàn bây giờ ai mà xài. Mình không biết hồi đó mình không thấy cái này. Cẳng vô không nữa, bạn này lâu năm lắm rồi chứ. Thôi ơi, cẳng cái này giống như cái đầu ha. Cái chân ở dưới là nằm gờ nữa kìa. Đúng là vô đây tặng mắt thấy được những cái cổ vật mà cả trăm mấy trăm năm. Bên đây một con hạt nữa nè. Cái ngôi nhà này chứa nhiều cái cổ vật mà những cái nhà khác không có. Đúng rồi. Mình tiến gần đây. Ở dưới là cái hình bông sen. Thôi nó lạnh coi nè. Nó mô với Đà Phật. Nha. À, tím tím á, lộ ra tím á. Này nó ánh tím 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 nên rất là đẹp. Nếu mà nhìn từ xa thì lại màu trắng phải không? Ừ. Lại gần thì có màu tím hơi. Đặc biệt là chỗ cắm hương cũng bằng đồng. À, cái ly hương bằng đồng luôn phải không? Đồng xưa. Cái chân mà đâu anh cầm lên nặng không anh Tấn? Nặng lắm. Trời ơi. Trời ơi. Cũng cả ký cho lên á. Cái này là dường như là để đèn cày trên đây đốt nè phải không? Chắc vậy. Đó, quá. Để đèn cày, đốt đèn cày vô đây nè. Nặng lắm. Đâu em cầm thử coi. Khoảng một gần 2 ký, gần 2 ký á. Gần 2 ký á. Nặng lắm. Rồi, qua đây hai sừng voi nè. Hai ngà voi. Mà ngà voi đâu bự dữ vậy ha? Cái này bằng cái gì? Bằng xương bằng gì á? Bằng cái gì chứ không phải là bằng ngà voi đâu, đâu có ngà voi mà to dữ vậy? Thì là cái biểu tượng ngà voi thôi. Cái này ngà voi thì bên kia nè. Cái này giống nó bằng tre á. Mình che một chút gì nó thấy có lần. Nhưng mà đâu mình tiếng lại coi. Chủ người ta chia sẻ này là đốt không cháy. Đốt không cháy hả? Ừ. Trên đây là có những cái tượng mà ôi những cái hoa văn rất là đẹp. Ở trong này bọng hay gì mà mình búng mình nghe nó tiếng thanh nè. Bọng. Trong bọng hay vậy? Y gây ngủ đặc. Hình tượng là Phật rồi tiên, thần thánh tiên... trên đây không à? Tiên cởi hạt nè nghe nè. Nãy nói tiểu linh đồng ở đâu có đầy đủ luôn nè.
Đó. Mở trong bọng nha. Cái này giống như là người ta cắt từng miếng lại, người ta lắp ráp lại á. Nè, bởi vì nó ra những cái đường găng kẽ khác nhau nè. Cái này giống như từng miếng mà người ta lắp ráp lại. Mà theo anh Tấn nói là chủ nhà nói là cái này đốt không cháy luôn nha mọi người. Mình không biết là chất liệu bằng gì. Mà đốt không cháy thì cô bác anh chị cũng xem là nó quý hiếm cỡ nào vậy đó. Điều đặc biệt mình thấy có hai cái bình cổ nè. Wow, hình con rồng kìa. Bát tiên hả? À, này giống bát tiên nè. Cái bình mà có bát tiên trong đây nè. Bát tiên là có giá trị. Bên rồng bên bát tiên. Ồ, bên trong có một cái đó mới là ngà voi hay gì kìa. Phải không? Cái đó nhỏ kìa. Đó đó. Cái chân cái đó nó mới là ngà voi đó, cái đó nhỏ đó. Cái đó mới là ngà voi hay gì đó. Ồ, tất cả những cái tủ ở đây đều cái màu nó gỗ bằng đen, màu đen. À, nhưng mà được cẳng sa cừ lên cái màu rất là lấp lánh. Khi mà chúng ta đứng những cái góc độ khác nhau, màu sắc nó cũng đi theo khác nhau. Ở giữa này mình thấy có thờ tượng Phật Thích Ca. Đèn cổ à? Trời ơi, mấy cái này lâu dữ lắm rồi nè anh em ơi. Cái này nè, cái đèn dầu này xưa nè. Và cái này bằng sành, bằng sứ nữa nè. Chân đèn là xưa. Cái này chân đèn. Đẹp quá đẹp ta ơi. Và Đạt hiểu được cái tấm ở phía sau đó không Đạt? Không. Cái tấm phía sau của ông Phật này nè. Đó, đó chỉ là cái chanh. Cái bức chanh bình thường á. Còn tượng Phật Thích Ca thì bằng đồng. Cái ly hương đốt cũng bằng đồng đó nè. Sáng hế không? Rồi, giờ mình qua tắt. Nghe vô nha. Ở đây thì có thờ cái này là một cặp nha mọi người. Mình đứng từ xa mình nhìn nè. Cân đối rất là đẹp luôn á. Nó tượng trưng như là cái ngà voi, một cặp ngà voi nhưng mà được chế tác bằng những cái vật liệu khác. Nhưng mà đốt không cháy hả anh Tân? Lạ ha. Ồ, các bạn bên đây có ông Phật Di Lặc bằng ngọc nữa nè. Nè, bên đây mới là ngà voi thiệt nè. Trời ơi, cái bình bằng đồng nè anh Tân ơi. Đồng nè. Trời ơi, nặng. Trời ơi. Con nhận cặp lục bình bự. Dường như trên đây cũng bắt tiên luôn hay gì anh em ơi. Có ba chân. Bên đây còn một cái bàn thờ Phật Di Lặc. À, cái tủ cũng cẳng sà cừ luôn mọi người. Nhìn lấp lánh những cái màu sắc rất là đẹp. Còn phía trên thì có hai ông kỳ lân đang cũng như là ngậm hai cái ngà voi. Bộ ly hương đốt nữa nè, bằng đồng xưa nữa nè. Đây, hai ông kỳ lân. Ôi, này ngà voi đúng rồi. Này ngà voi nè, đặt nè. Và anh em nhìn kỹ nha, tượng Phật Di Lặc là cái loại ngọc này nó khác với con ngâm bên kia nha. Đây nè, cái đá nó có những cái đường viền, cái găng 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 mà nó giống như là những cái hạt kim cương lớn mà kết dính lại. Ông Phật Di Lặc đang cầm một cái thỏi vàng, bên kia cầm một cái túi. Đẹp quá cái loại đá. Trời ơi, cũng mát lạnh luôn ta ơi. Công nhận mát lạnh nè. Đạt gà thử Đạt. Mát lạnh luôn á. Nè, thấy không? Cái loại đá công nhận đẹp ngộ thiệt. Ôi, đá đẹp quá đẹp. Mình nhìn từ xa nè. Ở hai bên có hai ngà voi.
quá trời đẹp. Bên đây nè cái lục bình, còn bên đó là bàn thờ. Bên đó là của ai anh Tấn? Của vợ, của bà chủ nhà. À, bà chủ nhà này ha. Dạ. Sẽ tiếp quay cận cảnh mấy cái bàn trong đây rất là đẹp luôn nè mọi người. 1, 2, 3, 4, 5 năm cái bàn phải không Tấn? Đây chân, mấy cái chân rất là độc lạ nghe, cái chân mà. Đâu đâu anh kéo ra một cái để mình cho cô bác thấy á. Đó đẹp. Ôi ôi trên đây cẳng luôn nè, đẹp quá. Wow, cái bàn, cái này là cái bàn tròn nha mọi người. Đây mình coi cái bộ chân này cũng đẹp nữa nè. Đó cái kiểu dáng không mà cũng đẹp, rất là đẹp, gỗ bóng lượng luôn kìa. Ở dưới thì ôi bốn cái chân mà điêu khắc con sư tử luôn. Bốn con sư tử đội. Thôi bốn con sư tử đội các bạn. Có chân luôn. Đó. Bàn bên đây thì độc lạ. Đây chân có bốn con sư tử. Có luôn hả? Có luôn. Đó, ghế nào cũng đều chạm khắc hết. Trời ơi. Đi đi qua bên đó đi. Chân nó rất là nhỏ nha. Ờ các bạn đó. Đây mình lôi ra một cái. Trời ơi sao nặng vậy hả? Nặng lắm mấy ghế. Dạ dở tiếp em coi. Cái nhỏ nhỏ nó nặng lắm. Thôi ơi. Không phải như ghế bây giờ. Cắt ngốc đẹp ha. Đẹp quá. Lộng lẫy luôn á. Cái tay cầm của cái ghế cũng đẹp đó nè. Công đây nè. Bên đây thì cũng sư tử luôn, bốn con sư tử nè. Trên có tượng cá quá lòng. Wow. Đẹp quá đẹp. Giờ mình trả lại cho cụ. Đúc vô lại đi. Điều đặc biệt trên cái bàn này mình thấy có một cái này thì gọi là đá hay gì? Nó đá. Một con cá chép 2 3 4 5 6 7 8. 8 con cá chép với một cái con rồng. Mà bằng đá mà điêu khắc rất là đẹp luôn mọi người. Đây. 8 con cá chép nha. Một con rồng ở trên cao ngóc cái đầu lên á. Cá hoa long hả? À, phải rồi, bức tranh này là cá hoa long. Là gì à? Gì vượt là dũng môn gì nè, cái gì? Cái gì? Nè, cá chép không nè, và cái mình nè, cái mình này giống mình con cá luôn nè. Và hoa long lên cái đầu nè. Thì nó là cá hoa long. Tất cả các loại đá này mình gờ vô là mắt lạnh nè, đá thiệt chứ. Còn ở đây có cái này bằng cái bằng đồng, không biết kia bằng cái gì để nhắc thế. À, cái này giống bộ lư hồi xưa quá. Hay là để chầu đôi chống gì á. Phải không? Chắc gì á. Giống như đốt hương trầm để chầm. Hoặc là để chầm trong á. Bằng đồng luôn á. Đồng. Có chạm gồng kia nhé. À, cái loại đá đó quá đẹp. Bây giờ mình đi qua cái bàn bên đây đi. Đây cái bàn ở giữa nè. Bàn này giữa nhà là độc nhất luôn nè mọi người. Là phía trên nó là có những đá luôn phải không? Ừ, cảnh đá rất là đẹp. Hèn ơi, có na mình nhìn nè. Mát lắm. Mà cái loại cảnh sa cừ này cái màu nó ngà hơi vàng vàng nha. Ha. Nó sẽ đổi màu. À. Công nhận đẹp á. Bộ bàn này mình giữ ra. Mình tiến lại gần đi. Mình coi đá ra. Đây cái độ cẳng sa cừ nữa nè, mà cái màu nó sao nó ngà vàng vàng đẹp quá, lấp lánh luôn à. Ủa láng lự à. Đồ để cái bình cũng độc nữa nè. Đồ để cái bình trà nè. À. Mấy bình trà cổ luôn người ta ơi. Ở trên có chạm khắc tinh hoa luôn. Trời ơi đẹp. Cực kỳ luôn. Còn trên đây bằng đá gì nè. Cái đó đá gì ngộ quá, nó giống như ngọc. Đá, 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 ngọc. Giống như ngọc á. Chạm khắc quá đẹp luôn. Lần đầu tiên mình được thấy, trời ơi, nó đẹp quá nè. Còn nguyên cái mặt bàn này bằng đá. Này bằng đá. Đá giống như là trên cái bộ, trên cái lòng sàn vậy á. Mặt ảnh nè.
mát lạnh phải không? Mà nó làm sao rất là bằng phẳng nha. Mà các anh coi cái loại đá này giống như cái giường bên kia không? Giống giống. Này nó màu xanh. Cái... Ôi, lạnh ngắt yêu quá trời ha. Nói ngày xưa là khỏi cần xài mà mặc gió thì mới lạnh ha. Trên cái mặt đó cũng cẳng luôn kìa, đá luôn. Đẹp quá đẹp mọi người ơi. Nhìn không thể cưỡng lại được. Đây những cái chân của nó cũng đẹp luôn nè. Rồi, bên đây còn hai cái bàn nữa nè. Ơi, cái bàn tròn này là kiểu khác nha, chứ không phải giống như nãy nha. Mỗi một cái bàn là nó khác nhau hết. Một cái bàn là cái kiểu khác, nhưng mà đều cẳng ở giữa kìa. Đây, cái mặt này đá nghe, đá cẩm thạch nghe. Đá phải không? Bàn này giá lắm á. Đúng rồi, cái này bằng đá nè. Kìa kìa, anh coi cẳng xa cừ, cái này quá trời đẹp luôn rồi kìa. Bàn này giá hơi bị giá nghe. Ở bên trên là cẩm thạch. Ừ, đá cẩm thạch á. Trời ơi, cẳng đẹp quá đẹp rồi nè, cái hoa văn. Hồi xưa bên ông nội tôi có cái bạn gì là trả 10 cây không bán hồi xưa nha. Xưa ha. Bây giờ chắc 50 cây quá. Cái ở giữa này làm những cái đường họa tiết đi màu tròn tròn rất là đẹp mọi người. Nói chung là mấy anh em mình cũng lần đầu tiên mà để thấy được những cái bộ bàn quý hiếm như thế này á. Trên cái bàn này có những cái bộ bình tích này rất là đẹp. Cổ này mà mình không biết cái giá trị nó bao nhiêu nè. Này cái thời nhà nào mình không biết. Có mọc chữ Hán ở dưới phải không? Này để giùm. À, cũng lâu rồi đó. Cổ không á. Còn cái mặt bàn này cẩm thạch nè, trắng trắng lai màu xanh xanh. Bàn này ở trên thì để tấm kiến để bảo vệ cái mặt bàn. Còn bên đây thì có bộ này. Wow, kiểu khác thôi nè ta ơi. Bộ này thường thường mình thấy ở trên mấy cái phim tàu rồi đó. À, mấy cái nhà có này nè. Đá đẹp nữa nè. Đá nó có quả thiết luôn. Đá này xưa mà nó lên. Mà nó lên giống như là mình nhìn mắt thường của mình ở ngoài là nhìn có như có kim tuyến chiếu gì đó. Tại quay lên máy thì trong bóng tối này nó hơi mờ nha cô bác anh chị. Nhưng mà mắt thường của mình ở ngoài là giống như có kim tuyến nha. Nó giống như là vẽ vậy nè. Ờ. Sao nhìn giống ngọn núi thôi ha. Ừ, giống nha. Đá này có vẽ nè, có viết chữ nè. Chữ này mình đọc hướng nào mà không biết chắc tay gì quá. Mấy cái bình bông này mới quá, không biết cái sau này hay là lúc trước anh Tức. Có chữ nè. Có không? Chữ nè. Cái mạc đó phải không? Bát Tràng, gửi Bát Tràng. Có để năm không? Không có để năm nè. À, chắc mới đây. Có bộ ghế thì mới giữ. Trời ơi, cái đá nè, mỗi một cái ghế là cái đá ở dưới nó khác nhau nha. Nhưng mà tất cả đều quy chung lại là mình gờ cái tay xuống là rất là mát lạnh và đã mọi người. Cái mặt ghế. Cái tủ là tủ thờ. Tủ cổ nè mọi người. À, thấy xem những cái bộ bàn, bộ ghế rất là đẹp không cô bác anh chị? Này quay cả ngày luôn chưa hết. Nếu mà quay mà xem cận cảnh là cả ngày luôn, không hết luôn. Đó. Nãy giờ là mình quay lướt ngang những cái bàn, 5 cái bàn thôi. Thấy cực kỳ không cô bác anh chị? Ngoài ra ở trên đó còn có những cái đèn cổ, đèn măng sông, đèn dầu ngày xưa nữa nè. Đó. Cái này là đèn dầu nha. Mấy đèn cổ không nè. Bây giờ đây là có mấy cái bàn thờ luôn nè. Và điều đặc biệt là mình thấy là ở trên bàn thờ thì có những cái bộ lư mà từ trước tới giờ mình mới thấy lần đầu luôn cô bác anh chị. Rất là đẹp. Ngoài ra hai bên thì có để những cái cặp lục bình nữa. Kiểu dáng khác nhau. Cho cái mặt tủ coi nè. Cảnh xà cừ quá đẹp luôn mọi người ơi. Ở giữa giống như là một cái cảnh tiên gì đó. Ôi kìa cái màu kìa. Nó lộ lên cái màu quá đẹp. Ờ cái bộ lư này nào giờ mới thấy luôn ta. Đây nè. Cái bộ lư mà giống như hai cây tre hai bên phải không? Nhưng mà thật ra đó là hai con rồng nha mọi người. Đây, mình quay cận cho mọi người xem. Đây bộ lư nè.
nếu mà nhìn không kỹ á, là mình tưởng đâu đây là hai cái cây tre, nhưng mà thật ra là được làm bằng đồng, hình con rồng mà giống giống như hai cây tre vậy đó, uốn cong. Ở trên đó thì có một cái đó là ta gọi là để cái gì nè Đạt? Đèn. Để đèn hoặc là để dĩa trái cây đâu được luôn phải không? Nè, bộ lư mà nó có 24 cái chân, nó giống như là 4 cái rễ tre, rất là đẹp. Ở đây có bình bằng đồng không nè, đồng hình cũng vòng đẹp quá. Wow, một cái bình cơ nè. Bình này bình gỗ hay bình gì? Bình gì mà có cái miệng ở trên và hai cái con rồng rất là lạ nha. Hai con rồng này đó giờ mình mới thấy, hai con rồng kiểu dáng rất là lạ. Đẹp quá đẹp. Wow, hai cái trụ cột để trưng hai cái cặp lục bình, cặp bình bông, nhưng mà hai con rồng bằng xanh sứ, rất là tuyệt vời cô bác anh chị. Được làm gầy luôn, gầy theo cái cột nẻo ngoài ngoài luôn. Đây nè, đây là cái đầu rồng nè, bằng xanh bằng sứ nha. Đặc biệt cái bàn thờ giữa có bốn cái chân quỳ đẹp ghê không? Ờ. Bàn thờ này quá tuyệt vời luôn. Cái mẫu này cũng giống như quả. Bộ lư này giống bộ lư bên đó phải không? Giống. Ở phía trong có lông cong luôn kìa. Nè, lông của mấy lông cong mà xưa này có chiếm tiền. Và đây là những cái câu điển hai bên những cái bàn thờ. Đó. Mấy cái này là cũng là đồ cổ luôn nè cô bác anh chị. Thì ba cái chữ đó mình không biết nha. Ngoài ra phía bên tay trái và bên tay phải mình cũng đều có những cái bảng cẳng sa cừ nè. Bên đây cũng có một cái bảng nữa nè. Đó. Đẹp quá đẹp. Đây con rồng bên đây nè, nhìn từ cái mặt đầu nè mọi người. Cái đó là lông cong ha. Đây, trong đây có một cái bình lông cong nè. Bên đây một cái tủ thờ cũng lâu năm rồi nè mọi người. Cẳng ha. Đồ cẳng khác nhau. Trời ơi, mắt lạnh là cô bác anh chị. Màu sắc rất là đẹp luôn. Đẹp quá đẹp. Bên đây có bộ lư cũng y chang vậy luôn. Mà nó hơi nhỏ hơn nha. Ở đây nó có những cái câu điển nè. Rất là đẹp. Ngoài ra mình thấy ở ngoài sau này còn một số cái bàn và tủ thờ nữa nè cô bác anh chị. Đó. Trong đây đồ cổ cũng rất nhiều. Cái ghế coi nè. Quá tuyệt vời luôn.
Còn đây là cái bình bông được làm chân, ở phía trên là có lông của những con công. Đây là con lông của những con công thiệt nha cô bác anh chị. Phía sau cái đuôi của cái lông của nó nè, cái màu của nó lấp lánh rất là đẹp. Đó. Ở đây có một cái tủ nè, những cái câu điển cổ. Và những cặp lục bình nè, những cái bình bông rất là đẹp, cổ vật không. Ở phía sau này mình cũng thấy có một cái bộ bàn nữa nè. Ồ, đẹp quá đẹp. Đó, mình nhìn cái không gian bao quát của những cái bàn thờ rất là đẹp cô bác anh chị. Còn đây là những cái bàn ghế nè. Đó, toàn cảnh bên trong của ngôi nhà có trên hàng trăm cổ vật rất là quý hiếm. À, bên trong ngôi nhà này mình thấy còn có một cái bộ ly văn rất là cực kỳ luôn cô bác anh chị. Bộ ly văn là khủng, nó lớn nè, nhưng mà được điêu khắc cũng như là cẳng sa cừ vô rất là tuyệt vời. Đây, cái này là khắc nè, gỗ nguyên khối mà khắc ra hình như thế này. Đó, cái chân sao có buộc da đỏ ta. Còn cái này là gỗ nguyên khối của nó luôn nha. Thôi ngựa đẹp quá nè. Ở trên đây giống như là một đầu một cái con nhím á. Thôi ngựa nó bóng quá nè. Bụi nó đóng rồi mình chà ra lại thấy nó bóng nè mọi người. Bóng quá bóng luôn. Trời ơi cái gỗ nó dày coi nè. Gỗ nó dày gì nè cô bác anh chị. Khoảng 5 phân, 5 hoặc 6 phân luôn. Quá đẹp rồi. Còn ở trên đây á, thì cái dáng của nó, cái dáng của nó là cái chiều cao lên khoảng 1 tấc mấy, 1 tấc 2, tấc 3. Nhưng mà cái chiều dài của cái dáng này á, là mỗi một miếng gì khoảng gần 1 mét nè. Mà trên cái bộ ly quăng này là 2 miếng, thì cái bộ ly quăng này bề ngang nó là 2 mét. Chiều dài có thể là 3 mét trên 3 mét. Và mình thấy trên bộ ly quăng này hiện tại đang có một cái bức hình Phật. Và cái bộ bình trà, bộ bình trà rất là độc lạ mọi người. Bộ bình trà mà được làm ra từ những cái con ốc nè cô bác anh chị. Đây nè, những cái con ốc mà làm trà. Ở ngoài đây được chạm vô là bằng đồng nha. Những cái miếng ngoài là bằng đồng. Còn cái này là con ốc, vỏ ốc nguyên si. Mà điều đặc biệt cái vỏ ốc này nó, cái màu sắc nó như là cẳng sa cừ cô bác anh chị. Nó đẹp coi nè. Có tay cầm luôn. Và ở dưới là có ba chân để luôn nè. Nó không ngã nè mọi người. Đây là cầm uống nè. Quá trời đẹp luôn ta ơi. Cái này cũng vậy luôn nè mọi người. Thì bộ tách này là có 6 cái ly. 6 con ốc làm 6 cái ly. Và con ốc bự là làm cái bình trà nha. Và có nắp đậy nè. Đây mình cầm lên thử nè. Quá trời đẹp luôn. Chèn gỗ đẹp quá cô bác anh chị. Điều đặc biệt là cái con ốc này rất là đẹp luôn. Màu sắc của nó rất là đẹp luôn mọi người. Đồng ốp ở bên ngoài. Ốc quá trời đẹp luôn. Mấy con ốc này cẳng sa, giống như là ốc này là cái để cẳng sa cừ á.
đó là đúng rồi, cái màu sắc rất là đẹp luôn nè. Nhưng mà làm cái bộ bình hả? Bộ bình gốc trà đàng hoàng luôn mà, có chân để đàng hoàng luôn, quá đẹp luôn nè. Anh coi cái con ốc có chân đàng hoàng luôn nè, thấy không, độc lạ luôn ha. Nè anh cầm anh coi đi, thì mấy ốc này để làm ốc sa cừ nè. Thì ốc này làm ốc sa cừ nè, nó ống ánh này nó đẹp quá, đẹp luôn, quá đẹp luôn. Có chân làm, có chân để luôn. Wow, cái bình nè, trời ơi, cái bình tích coi nè, cái bình tích siêu khủng luôn, quá trời luôn, cổ luôn á, cổ luôn á. Ở dưới đây, ở dưới đây là có cái đường viền gì nè, có bằng đồng luôn kìa, giác đồng vô, giác đồng vô luôn nè, độc ha. Wow, cái bình này là khoảng 20 lít ta, nó bằng một cái thùng nước của mình đó, lớn hơn cái thùng nước mình lên, cái đường kính lớn hơn cái thùng nước, cái thùng nước nước uống á, nước bình nước vợ. Chắc đẹp. Ôi cái đầu con gà hay con công? Công. Cái lỗ gót nước ra là con gà hay con công hả? Không biết con gì cũng biết nữa. Phụng. Phụng hả? Còn cái hình tiểu linh động gì nằm ở trên nè, cái nắp. Phải không? Phải tiểu linh động không? Hình là hai người gì vậy? Một người nha. Một người nha. Đúng rồi, tiểu linh động. Tiểu linh động. Đó là cái nắp của bình tích này. Đọc ha. Trời ơi, cái bình tích nó cao, nó bự kìa kìa. Quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Đó, trên đó mình thấy có những cái cầu điển nó lạ nữa kìa. Được làm bằng gỗ đó, thấy rất là đẹp. Bên đó hai tấm. À, bên đây hai tấm nè mọi người. Bức tranh nhìn đơn giản thôi nhưng mà rất là có hồn và đẹp. Cái bộ ly quan này quá khủng luôn. Bên hông của bộ ly quan này mọi người. Đây là bên hông của bộ ly quan nè. Cái độ dày này khoảng 12 cm. Quá đẹp. Và mình thấy bên ông Địa nè, của bác anh chị. Bên đây là bàn thờ ông Địa, có một cái hình cũng cổ kính nè mọi người. Không biết ở giữa này là ông nào nữa. Phải không? Bên đó là ông thần tài, ở giữa là ông Quan Công hả? Đây phải ông Quan Công, cô bác anh chị có thể nhắn tin cho mình biết nha. Mặt đỏ. Còn bên đây là ông Địa. Trời ơi, rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Mình thấy có những cái đồ cổ này nữa nè, xưa giờ mình chưa từng thấy luôn. Sẵn đây mình xem, mình quay cho mọi người xem luôn nha mọi người. Đây người ta gọi là cái gì ta, cái châm á, mà bằng đồng nha. Trời ơi nặng. Còn cái này là giống cái lưỡi búa, búa trời đánh nè. Đây là cái lưỡi búa nè cô bác anh chị, lưỡi tầm xét chứ, đây gọi là lưỡi tầm xét nè. Đó, có đầy đủ luôn. Tất cả những cái này bằng đồng nè. Ôi, cái nắp ở trên là con ếch. Wow. Đó. Cái này là cái bình trà bằng đồng luôn. Đẹp quá đẹp. Con ếch. Bên đây là bình đồng nè. Bình nước mà bằng trái bí nè. Được làm bằng trái bí. Đẹp quá. Trời ơi, bên đây cái bình trà nó lạ nữa nè mọi người. Quá. Wow. Cái này không biết phải bằng đồng vàng hay là đồng đen nữa ha, mà thấy cái màu ngà ngà đen rồi nè.
cái vòi nước nè, cái vòi nước của cái bình này, cái con gì á, con rắn hay con rồng gì rất là lạ, đẹp quá đẹp luôn mọi người ơi. Rất là nhiều cái bình nè, nhiều cái bình cổ luôn á. Đây một cái bình bằng đồng nữa nè, bình này có khắc chữ nè, cái ấm phải không? Cái ấm, ấm nước phải không? Ấm này ấm nấu nước nè. Cán bằng cây nha, cái này là cái cán cây, còn ở dưới đây bằng đồng. Hồi mấy cái này mình không biết tên nhưng mà nó đẹp, bằng đồng đẹp quá. Cái này chắc để trầm hương quá, mấy cái này là để trầm hương nè. Kìa mấy cái này là mấy cái đồ bằng đất nè, đất nung. Tất cả cái này là đều bằng đồng không là cô bác anh chị. Tượng bằng đồng. Đó. Còn đây là những cái ly tách trà với ly trà uống nước nè. Tất cả đều bằng đồng hết nha mọi người. Đẹp quá. Đây nè cái bình đây nè. Ôi thấy cưng mà thấy đẹp quá trời đẹp luôn mọi người. Tôm vào phòng uống đó phải không? Đây là cái bình gì nữa nè, hơi nặng nặng, đẹp quá. Bộ vàng này cũng cực kỳ luôn nè mọi người. Đó, hai cái nón ngày xưa mấy điền chủ mấy là người giàu có mới có được những cái nón này nha. Đó, đây nữa nè. Trời ơi, qua bên đây mình mới thấy lạ nè. Trời ơi, những cái kiếm ngày xưa nè. Trời ơi, cả 2kg trên 2kg nha mọi người. Đâu hiền qua cầm lấy cái hiền. Qua bên đó cầm thử coi. Đâu rút ra thử coi bên trong nó là cái gì á. Từ từ. Rồi bằng đồng không đó hả? Có chữ khắc trên đây luôn nè mọi người. Đâu cái cán nè. Wow. Đâu kéo ra hết coi thử coi. Đây nè, bằng đồng. Đây là cái vỏ nè, quá đẹp. Trời ơi, bên đây một cây nữa nè. Ba cây kiếm này là cây này nặng hơn nữa. Dĩnh đây. Hồ vàng hực luôn ta ơi. Quá. Những cái vỏ nó không mà nó nặng rồi nè. Đâu rút căm rút ra nè. Cái vỏ nó không là trên 1kg rồi nè. Vậy mà ngày xưa người ta đi chiến đấu hay ha. Ồ, những cái ổ khóa nè. Ổ khóa xưa. Đây một cây kiếm nữa. Wow, cái nón này kìa. Đâu chồng vô thử coi. Chồng vô thử cái nón này, cái nón nặng không? Nặng chứ. Trời ơi, đâu cầm thử coi. Trời ơi, mấy ký luôn. Đây nè mọi người, cái nón nè mọi người. Cái nón bằng cái nón sắt nha. Đâu đội lên thử nhìn thử coi. Bằng đồng chứ bằng sắt. Đâu cái nón mấy ký à, cầm mấy ký à? Cả 4-5 ký á. Xích qua đây một xíu kìa. Cái không ngay giữa rồi kìa. Đây. Cái nón rất đẹp luôn cô bác anh chị, nón bằng sắt. Đây một cái nón nữa nè. Trời ơi, một cái gì khoảng ký mấy nè trời. Nặng quá nặng luôn. Cái đó cả 3-4 ký đó. Cái này nón sắt nha. Đây nè, nặng quá nặng luôn. Còn này là giống như cây kèn thổi ngày xưa nè phải không? Kèn lính thổi. Cái còi nè. Bằng sừng trâu á. Có cái lỗ nhỏ nè. Trời rất là nhiều. Ôi ôi, cái côn ngày xưa nè phải không?
chúng ngũ pháp và pháp. Wow. Đẹp quá. Bất quá luôn đó. Đẹp lắm mọi người ơi. Nè, ống điếu phải không? Ống điếu hay gì nè? Ống điếu bự dữ ta. Ồ, cái căn nè. Cái căn bằng đồng luôn nè mọi người. Đó, à, con ngựa, đồng hồ, con ngựa hay gì nữa nè, đồng hồ. Đây nè, hai cái nón nữa nè. Ôi, nón sắt nữa nè. Mấy cái nón này chắc có mấy trăm năm rồi đó cô bác anh chị. Tại vì mấy trăm năm về trước mới còn quân lính. Thì còn quân lính thì mới có những cái nón sắt. Và cùng với những cái kiếm này nè. Ôi, cái nón này nữa nè. Nón sắt không? Nón này nhẹ hơn nha. Chàng ơi, bằng ủi kìa, bằng ủi con gà kìa. Cái này cái gì mà nặng với ta? Cái này là cái giống như cái gáo, cái giá múc nước gì vậy mọi người? Nặng quá nặng à. Đây, bằng ủi con gà. Trời trời trời. Trời ơi. Cả chục ký mọi người ơi. Quá trời nặng luôn. Bằng ủi con gà đồng đen nè. Đây là con gà đồng đen nè. Nếu bằng ủi con gà đồng đen đúng đó là nó nặng từ giá 9 đến 10 kg thì mình cầm cái này nó 9 đến 10 kg là đúng rồi nè. Bằng ủi này là bằng ủi con gà đồng đen rất là quý giá luôn nè. Đây có một cái bằng ủi nữa nè, nặng nữa nè. Kiểu dáng rất là lạ. Bằng ủi này thì khoảng 3-4 kg thôi. Bằng ủi này đốt than nè, đốt than mình bỏ vô trong đây nè cô bác anh chị. Đó. Mình dặn cái này ngang, mình dở cái nắp này lên bỏ than trong đây. Sau đó ủi đồ. Còn đây là cái điện thoại bàn cổ nữa nè. Đúng là trong cái căn nhà cổ này rất là nhiều đồ quý hiếm mà mình ở đó giờ chưa từng thấy. Xem rất là đẹp mắt luôn mọi người. Đó. Wow. Còn ở đây mình thấy có một cái tủ kiểu dáng nó đi theo một cái vòng tròn vòng cung nè. Rất là đẹp mắt luôn. Đó. Được cẳng sa cừ hết và những cái họa tiết ở trên những cái gỗ đó điêu khắc. Và cẳng sa cừ màu sắc rất là đẹp và sặc sỡ luôn. Mà nó có nhiều chân nha. Cái tủ lại có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chân. Tủ có rất là nhiều chân. Wow, tuyệt vời. Ôi, bên đây có một cái giường. À, cái giường này là nãy anh nói là cái giường lèo phải không? Giường lèo. Cái giường lèo ngày xưa nè mọi người. Đó. Và phía bên tay trái mình ở đây là nãy anh nói là cái giường này là cái giường Louis. Thời Pháp nè, cái giường Louis. Đây là cái giường lèo hả? À. Giường lèo nè. Nghe nói giường lèo không biết cái giường lèo. Thì mình nghe tên giường lèo thôi mà mới biết. Đây là cái giường lèo. Giường lèo là nó chống lỏng nhiều ha. À. Nó có cái thanh chặn nhỏ à. Cái giường Louis cũng vậy nữa nè. Giường này giường Louis hả? Ừ. Giường mà chẳng. Ồ đẹp. Mấy cái thanh này xây được luôn nè. Mấy cái trên này có những cái cổ quạt trên bài nhóc. Ồ cái quạt. Quạt. Cái quạt ngày xưa nè, bằng sắt nè. Đồng cho sắt gì? Bằng đồng không ạ? Đèn bảo. Rồi những cái bình cổ, đèn mang sông luôn. Trời, bộ lư này mới thấy dữ nè. Bộ lư này đó giờ mới thấy nè trời. Hình cái gì ngộ ha. Hình gì ngộ hả? Hình giống như hình cái trái gì á. Ừ. Gâu ghê ra thấy ghê á. Giống như cái trái dư á, cái trái dư á. Trái dư bây giờ á. Ừ. Giống vậy. Chén cổ nè, bình đây nữa nè. Bộ lư tròn nè. Ông Lăng mình quay sương sương thôi chứ mình giờ giới thiệu hết không nổi rồi. Quá trời nhiều luôn nè. Mấy bình tích cổ. Bình cổ không nè, bằng đồng nữa nè. Đũa này, đũa sau này nha. Đũa dừa. Dừa dạ. Thôi mấy cái đồ cổ kìa. Quá xá rồi.
những cái đồ bằng đồng không nè mọi người ơi, nồi chách bằng đồng ngày xưa nè. Lâm công. Ở đâu có đồng hồ nè. Đây còn một cái bộ ghế nữa nè. Cái nồi cổ này xưa nè, nồi đồng nè. Đó, rất là nhiều luôn nha. 5 đồng. Đó, quá trời đẹp. Cái tủ quá trời nhiều luôn à. Wow, cái tủ này đẹp quá nè. Tủ xưa nè cô bác anh chị. Đẹp quá đẹp luôn rồi. Ôi ôi. Đó. Còn những cái món đồ lặt vặt nữa mà mình không thể quay cận cảnh và giới thiệu hết được. Tại vì quá trời quá đất luôn rồi. Đó. Mình quay cái không gian giáp lại xong một lần nữa cho cô bác anh chị em xem nha. À, bên phía bên ở ngoài mình cửa mình bước vô mình nhìn bên tay phải là nó có những cái bàn chứa những cái vật cổ vật đồ mini nhỏ rất là đẹp, gồm nón cói bằng sắt nè, những thanh kiếm và những cái món đồ mà mình không biết tên. Và phía bên đây á, thì ở giữa thì có những cái dãy của cái tủ bàn thờ cổ kính được cẩn xà cừ rất là đẹp luôn đó. Phía mặt trước của những cái tủ bàn thờ thì có 5 cái bộ bàn ghế mà mình đã quay rồi thông qua video trước cho cô bác anh chị em xem, rất là đẹp. Rồi trước đây là có Phật Ngọc gồm có Quan Âm cũng như là Phật Di Lạc, tuyệt vời. Và những cái cây cột đều có những cái tấm điển rất là đẹp cô bác anh chị đó, tuyệt vời thiệt. Thì thông qua cái video này, Cao Hớn xin chân thành cảm ơn anh chủ mà coi cái căn nhà này để cho mấy anh em mình quay để gửi đến cô bác anh chị em. Cũng như là cảm ơn cô bác anh chị em khán quý khán giả trong những thời gian vừa qua xem kênh YouTube cũng như là fanpage Thích Lang Thang.